Sản phẩm sau đây mà Yêu Công Nghệ sẽ review đấy chính là ghế chụp sản phẩm, hoặc còn có thể gọi là bàn chụp sản phẩm. Như các bạn thấy thì trước bàn chụp sản phẩm này setup rất là dễ dàng. Các khớp nối giúp bạn lắp cái bàn chụp sản phẩm này lên rất là nhanh. Và chúng ta chỉ cần một cái miếng nhựa mềm có sẵn trong cái bộ sản phẩm này là các bạn đã có một cái ghế hoặc là một cái bàn chụp sản phẩm rất là tiện dụng. Đặc điểm của chiếc bàn chụp sản phẩm này đó chính là các bạn có thể chụp sản phẩm ở rất là nhiều góc, đặc biệt là một cái góc mà hộp chụp sản phẩm cũng như lồng chụp sản phẩm rất khó chụp, đấy là góc chéo và góc từ trên xuống. Thì chiếc bàn chụp sản phẩm này có thể cho các bạn thao tác rất là đơn giản. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhiếp ảnh gia thử setup để chụp một chiếc mô hình xe đạp. Bàn chụp sản phẩm này rất tiện lợi khi các bạn setup, đặc biệt là các bạn có thể đánh sáng từ rất là nhiều phía, đặc biệt là có thể đánh sáng từ sau. Đó. Khi các bạn đánh sáng từ sau như vậy thì có thể tạo được những hiệu ứng nền rất là đẹp, đồng thời cũng có thể giúp bạn khử bóng. Chúng ta hãy cùng zoom vào. Các bạn thấy rằng là với chỉ zoom vào thôi và chúng ta đã thấy những hình ảnh rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ thử tăng sáng lên một chút ở máy quay này để hình ảnh đẹp hơn. Việc đánh sáng sau giúp bạn tạo ra được những cái phông nền nó rất là huyền ảo, cũng như là tạo thêm những cái bóng đổ cho chiếc xe về phía trước và khử cái bóng ở đằng sau. Thay vì là nếu mà các bạn chụp bằng lồng chụp sản phẩm hoặc là hộp chụp sản phẩm thì các bạn sẽ không tạo được những hiệu ứng như vậy. Đặc biệt là các bạn có thể chụp từ trên xuống rất là dễ dàng. Với những cái góc từ trên xuống như thế này thì với lồng chụp sản phẩm và hộp chụp sản phẩm thì sẽ bị che, nhưng mà với bàn chụp sản phẩm thì các bạn cũng có thể thao tác một cách rất là đơn giản. Việc setup và chụp ảnh sản phẩm với cái bàn chụp sản phẩm này vô cùng tiện lợi. Để đặt mua sản phẩm, mời các bạn truy cập vào website icamera.vn hoặc gọi đến hotline 0919699983. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình review của chúng tôi.